Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C8 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 21 đề bài như sau. Hãy dùng công thức 3.4 để kiểm tra kết quả thu được của câu C7. Trước hết là chúng ta sẽ xem lại công thức 3.4 trang 19 sách giáo khoa. Đây là công thức 3.4. Công thức là V bình trừ đi V không bình bằng 2AS. Với V là vận tốc tại thời điểm T, V0 là vận tốc tại thời điểm ban đầu, A là gia tốc và S là quãng đường đi được trong thời gian đó. Tiếp tục ta quay lại câu hỏi. Ta dùng công thức này để kiểm tra kết quả thu được ở câu C7. Thì ở câu C7 yêu cầu ta tính quãng đường ở trong ví dụ 3.2A. Xe đạp đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng hẳn. Thì kết quả câu C7 là ta tính được quãng đường này là bằng 45m. Vậy bây giờ ta sẽ dùng công thức 3.4 để kiểm tra. Ta có ở câu C7 thì ta có là vận tốc ban đầu V0 bằng 3 m/s, vận tốc đến lúc dừng hẳn sẽ là 0 m/s và gia tốc là bằng -0.1 m/s². Vậy ta áp dụng công thức 3.4, V bình trừ đi V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Chúng ta suy ra được quãng đường sẽ bằng V bình trừ V không bình chia cho 2A, đúng không? V bằng 0, V0 bằng 3 trên 2 nhân với gia tốc -0.1. Vậy ta có quãng đường S bằng V bình trừ đi V không bình chia cho 2 nhân -0.1. Kết quả vẫn là 45. Quãng đường vẫn là 45m. Hoàn toàn trùng khớp với kết quả ở câu C7. Đến đây chúng ta trả lời xong câu C8.